ngày 28 tháng 11 năm 1943, trước hội nghị Tehran, Iran, Tổng thống Mỹ đã có ý kiến đặt Đông Dương dưới sự quản lý quốc tế. Liên Xô đã chấp thuận đề xuất này. Nhưng sau đó, Mỹ ủng hộ Pháp để lôi kéo Pháp vào mặt trận chống Liên Xô. Mỹ cũng nhường chính quyền Tưởng Giới Thạch vào miền Bắc giải giáp quân đội Nhật. Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 1945, Bảo Đại ra đạo dụ tuyên cáo Việt Nam độc lập, tuyên bố hủy bỏ hòa ước Bateno tre ký với Pháp năm 1884, tuyên bố khôi phục chủ quyền Việt Nam, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ngày 24 tháng 3 năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, Giang Vân đã tuyên bố khẳng định chủ quyền Pháp tại Đông Dương, nhưng sẽ cho Đông Dương tự trị và thực thi nền tự trị với hội đồng liên bang được thành lập, với không quá 50% là người bản xứ. Ngày 7 tháng 4 năm 1945, Bảo Đại đã ký đạo dụ số 5 chuẩn y thành phần nội các Trần Trọng Kim, và ngày 12 tháng 5, giải thể diện dân biểu Trung Kỳ. Tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đạt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam. Tướng Nhật Tetsuchihase cho rằng chỉ cần Việt Nam độc lập trên danh nghĩa hơn là thực chất, và chính phủ mới của Việt Nam phải được Nhật kiểm soát chặt chẽ. Theo tác giả Daniel Grant Clemer, thoạt đầu Phạm Quỳnh được chỉ định tạm quyền nhưng ông này quá thân Pháp. Ngoài ra ông ta thấy ngay nền độc lập có những giới hạn như giống như hồi còn chế độ bảo hộ Pháp, không có tự chủ về ngoại giao, không có quân đội, không có độc lập tài chính. Nhật liền chọn một nhân vật ôn hòa hơn và gần gũi với Nhật Bản. Đó là nhà sử học Trần Trọng Kim, đang ở Singapore. Nhà vua Bảo Đại chẳng có vai trò gì trong việc chỉ định này. Theo Trần Trọng Kim, ông được vua Bảo Đại yêu cầu lập chính phủ mới, vì theo ý nhà vua trước kia nước Pháp giữ quyền bảo hộ nước ta, nay đã không giữ được nước cho ta, để quân Nhật đánh đổ. Vậy những điều trong hiệp ước năm 1884 không có hiệu quả nữa, nên Bộ Thượng Thư đã tuyên hủy hiệp ước ấy. Trẫm phải đứng vai chủ trương việc nước và lập chính phủ để đối phó với mọi việc. Trước kia người mình chưa độc lập, nay có cơ hội, tuy chưa phải độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình bất lực, tức họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh rất hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập thành một chính phủ để lo việc nước. Thành viên nội các do Trần Trọng Kim lựa chọn, chứ không phải Nhật Bản bắt phải dùng những người của họ đã định trước. Để chuẩn bị nội các mới, Bảo Đại hai lần gửi điện vào Sài Gòn mời Ngô Đình Diệm ra Huế, nhưng cả hai bức điện đều bị tình báo Nhật ngăn chặn, vì thật ra phương án sắp đặt cho Hoàng Thân Cường để 1882-1951 lên ngôi vua và Ngô Đình Diệm giữ chức thủ tướng trước đó, không lâu đã bị giới lãnh đạo quân sự Nhật hủy bỏ, do không muốn gây nhiều xáo trộn để thay vào bằng kế hoạch Bảo Đại Trần Trọng Kim, cũng được chuẩn bị sẵn từ hơn một năm trước. Có ý kiến cho rằng ở Việt Nam, đa số quần chúng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với sự độc lập dưới chế độ quân quản của quân đội Nhật. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Trần Trọng Kim tuyên bố bảo vệ độc lập giành được 9 tháng 3, và ngày 18 tháng 8 dự tính tạo ra một ủy ban giải phóng dân tộc, bao gồm tất cả các đảng phái chính trị để lãnh đạo việc giành lại độc lập cho Việt Nam. Theo lời khuyên của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bảo Đại gửi thông điệp cho Tổng thống Trù Mần, vua nước Anh, thống chế Tưởng Giới Thạch, tướng Gia Gôn đề nghị công nhận độc lập của Việt Nam. Tuy nhiên, đến 24 tháng 8 ông đã thực hiện câu trả lời hội đồng cơ mật quyết định thoái vị, để không phải là một trở ngại cho sự giải phóng của đất nước. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố sự độc lập của Việt Nam sau khi Nhật đầu hàng, được công bố vào tháng 3 và đồng thời gửi một thông điệp đến Gia Gôn, đề nghị công nhận nền độc lập của Việt Nam. Thông điệp này có đoạn ông sẽ hiểu tốt hơn, nếu ông có thể chứng kiến những gì đang diễn ra ở đây, nếu ông có thể cảm nhận được khát khao độc lập đến tận tâm can của mỗi người, mà không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi. Thậm chí nếu ông muốn tái lập chế độ cai trị của người Pháp ở đây, thì nó sẽ không tiếp tục được tuân phục, mỗi làng mạc sẽ trở thành một ổ kháng chiến, mỗi người cộng tác cũ thành một kẻ thù và những quan chức, những tên thực dân của ông chính họ sẽ yêu cầu rời khỏi không khí ngạt thở này. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu nhau và trở thành bạn bè, nếu ông hủy bỏ tuyên bố trở thành ông chủ của chúng tôi một lần nữa. Tuy nhiên, Gia Gôn không có ý định để Việt Nam độc lập, và cũng không chấp nhận duy trì ngôi vua của Bảo Đại, người đã thỏa hiệp với Nhật Bản kẻ thù của khối đồng minh. Ông ta dự kiến sẽ hậu thuẫn cho một chế độ quân chủ, mà người đứng đầu là Hoàng Thân Vĩnh Sang, được xem như là một người Gaullist. Từ cuối tháng 9 năm 1945, quân đội Pháp nước dưới bóng quân Anh vào giải giáp quân Nhật, đã quay trở lại miền Nam Việt Nam. Sự việc này nằm trong tính toán của chính quyền Sát Lơ Gia Gôn khi Đại chiến thế giới II chưa kết thúc. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tổ chức tổng tuyển cử trên toàn quốc.